đưa váy cho em mặc á, em lấy cái em cắt hết luôn bỏ vào rác. Đỉnh điểm là năm lớp 7 em bị bạo lực học đường, tới cái nỗi mà mấy bạn mà chơi với em á né xa em hết luôn, sách về mình bạn quăng hết trong lớp vậy đó, xong có những bạn xé ra luôn rồi bỏ thùng rác. Chạy xe mô tô mầm vô một chiếc bự vậy nè, chiếc xe bay á bước vô cổng trường, đứa nào bắt nạt con ta. Đứa nào bắt nạt con ta. Em nói là có muốn em về không thì em bảo là không. Ở tới cục gần thứ 30 mấy, chị đã bóc máy lên, chị đã nói một câu: mày có thấy mày phiền không? Tao đang đi làm đó, mày rất là phiền luôn đó, đừng gọi cho tao nữa. Là từ cái khúc đó là mình cúp máy, không bao giờ em liên lạc với chị đó nữa. Khi mà em chia tay chị đó xong, cứ một tuần là em đi với một người con gái khác. Nếu mà nói về có bao nhiêu mối tình thì Khánh Chi và Minh Tuân chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Come Out. Và sau đây xin mời quý vị khán giả chào đón khách mời của ngày hôm nay. Dạ em chào anh chị, em là Ray Đàm, em là một chuyển giới nam, năm nay em 20 tuổi, em sinh viên đại học ở công nghệ Sài Gòn. Quê quán nhà em ở đâu cơ? Dạ quê quán em là dưới Bắc Ninh nhưng mà em sinh ở thành phố. Em là người chuyển giới nam. Dạ. Cho anh hỏi là Ray chuyển giới bao nhiêu lâu rồi? Tính luôn cả năm nay là em đã được 3 năm hơn rồi. Vậy là em biết bản thân mình từ rất sớm và em chọn thay đổi cũng rất sớm luôn vì mới 20 tuổi. Dạ. Anh rất thắc mắc về tuổi thơ của em á. Em bắt đầu em phát hiện được mình như vậy thì chưa, nhưng mà bắt đầu em phát hiện là em thích nữ á, là từ hồi lớp 1. Từ hồi còn bé rồi là em đã phát hiện là mình đã có thiện cảm với những cái bạn nữ hơn là những bạn nam. Cho tới cái năm mà em lên lớp 5 rồi á, lúc đó là cái trường tiểu học của em á, là có một cái đoàn sinh viên về thực tập. Thì trong đó có một chị là xuống thực tập lớp 1. Thì cái lần đó là mình chào cờ á, xong rồi chị đó lướt ngang qua một đoàn sinh viên, lướt ngang qua, chị đập trước mặt mình. Đập trước con mắt mình giống như là tiếng sét ái tình vậy á. Cái thích luôn chị đó rồi hết chào cờ, xong đồng tan đi theo, cái phát hiện được chị dạy ở lớp 13. Cái mình học ở lớp 53, mình chạy từ trên lầu 3 mình chạy xuống, mình nó hằng ngày luôn, riết mình mấy bạn trong lớp kiểu ủa mày thích bả hả? Cái mình mới nói ừ mình thích lắm, nhưng mình không dám nói. Cái tới cái hồi mà sinh viên người ta hết thực tập rồi á, còn có ngày cuối à, cái bạn nó thấy mình ngồi buồn hiu à, ngồi như nè, ngồi mắt rưng à, buồn mắt hốc đỏ hoe luôn. Xong giáo viên tưởng bệnh, giáo viên nó thôi con xuống y tế con ngồi đi. Cái xuống y tế ngồi, cái bạn từ trên lớp bạn xuống mà nó thôi tao dắt mày ra gặp bả nha, nắm tay kéo đi, tại vì chị đã đang dạy, đứng ngoài lớp mình ngó, nó thôi tao không vô đâu. Ngồi đứng đó hồi khóc lớn luôn, cũng không dám vô, kéo cỡ nào không dám vô, cái dắt gì về, chắc là lớp lại. Lúc đấy em vẫn có ngoại hình như những bé gái. Dạ vâng. Nhưng mà em đã dám nói với mọi người là tôi thích cái cô gái kia rất là nhiều. Em không sợ mọi người suy nghĩ em kỳ quặc hả? Tại vì lúc đó là em còn con nít quá, em chưa nghĩ tới chuyện đó. À, tại anh thì cứ nghĩ là khi mà trẻ con thì mình sẽ sợ bị mọi người suy nghĩ là sao con gái mà thích con gái á. Ban đầu thì em chưa nghĩ tới chuyện đó luôn, em không có để ý tới lời nói xung quanh mọi người. Kiểu như mình thích quá rồi mình phải thể hiện ra cả mọi thứ luôn. Em gan quá ha. Nhưng mà khi mà em lên lớp 6 á, thì mới chính thức, cái lúc đó là em mới bắt đầu nói với bạn bè xung quanh em là mình là thích con gái, mình là đồng tính. Nhưng mà có một lý do gì không? Hay là em không muốn che giấu bản thân mình nên em nói thôi, chứ em không có lý do gì hết à? Nếu mà nói về che giấu bản thân là em chỉ có che giấu với gia đình em thôi. À. Em che giấu tất cả mọi thứ từ gia đình em, không ai biết hết. Nhưng mà ba mẹ em là phát hiện ra từ bé rồi, nhưng mà kiểu vẫn giữ lại, vẫn im im. Hồi bé Ray có những cái biểu hiện gì mà bố mẹ em phát hiện ra? Dạ, hồi bé thì đưa váy cho em mặc á, em lấy cái em cắt hết luôn bỏ vào rác. Đưa váy cho em mặc là em khóc, em lăn em dễ là đập. Nhưng mà bố mẹ em có đánh hay có phạt gì em không? Không đánh không phạt, mà kiểu đó là thôi không có vấn đề gì, tại nó không thích mặc váy thôi. Chơi thì cũng không thích chơi búp bê luôn, đưa búp bê vậy là bẻ đầu quăng quanh bên. Thích chơi xe rồi siêu nhân này, chơi hơi súng này nọ là sắm về hết luôn. Là giấu bố mẹ mang về, xong rồi giấu dưới gầm giường, cái bố mẹ moi ra bố mẹ thấy. Lúc đó là mình đứng ở ngoài, mình nghe được là bố mẹ ngồi nói chuyện với nhau. Sao anh thấy con mình nó chơi súng này nọ rồi anh nghi ngờ quá. Cái mẹ nói ôi con nít nôi mà ai biết gì được, lỡ sau này nó thành tính con gái, tính thuộc nữ rồi sao. Bố mẹ cũng lơ đi, thôi nó thích chơi thì để cho nó chơi. Tới cái hồi mà lên lớp 6 á, bắt đầu là lùm xùm là bắt đầu mình nói với bạn bè mình á, xong rồi tới tai thầy cô luôn. Thì cái không biết là thầy cô có nói bố mẹ không, bố mẹ bắt là phải mặc váy. con không mặc đâu, mày không mặc là mày ăn đòn với tao. Vậy thôi, bỏ đồ xách ba lô lên đi ra khỏi nhà luôn. Cuối cuối là không mặc váy luôn. Mà đi đâu em? Em cứ đứng là em đi vậy đó, là đi tới đâu tới đây tới đó em không biết. Bố mẹ cản lại đúng không? Cái bố mẹ cản lại. Xong rồi bố mẹ mới bắt đầu là có suy nghĩ là biết là tính nó về thiệt rồi. Nhưng mà lúc đấy bố mẹ cũng chưa nghĩ là em sẽ chuyển giới đúng không? Dạ chưa, lúc đó em bản thân em lúc đó cũng không định hình được là mình sẽ chuyển giới luôn. Chị nghĩ là mình là nữ và thích nữ là les thôi hả? Dạ đúng rồi. Trong người bố mẹ sợ là em bị kiểu như là nhìn không được sáng sủa, rồi không được như bao người khác á, sợ mình đi theo cái hướng tiêu cực. Mà bố em là rất là gia trưởng, em ra là có những cái trận đòn nó diễn ra liên tục chỉ vì cái việc mà giới tính này nọ. Rồi khi mà em công khai là mình thích con gái ở trên trường á, thời đấy tất cả mọi người đều rất là nhỏ và đang phát triển nữa, nên cái suy nghĩ của tất cả mọi người xung quanh nhiều khi họ thiếu cảm thông lắm và họ rất dễ tấn công mình. Dạ đúng rồi. Đỉnh điểm là năm lớp 7 em bị bạo lực học đường. Tới cái nỗi mà mấy bạn mà chơi với em á né xa em hết luôn. Trường em là có hai loại, một là 2 buổi, hai là bán trú. Thì năm lớp 6, lớp 7 là em học 2 buổi. Thì học 2 buổi á là em sẽ để tập sách trong trường. Có những bạn người ta lấy sách của em, tập sách của em mà bạn quăng hết trong lớp vậy đó. Xong có những bạn xé ra luôn rồi bỏ thùng rác. Các bạn đấy hầu hết là nam hay nữ em? Nam. Nhưng mà tại sao các bạn nam lại đối xử với một bạn gái như vậy ha? Anh không hiểu lý do. Không biết. Đúng không? Dạ, bản thân em cũng không biết luôn. Những bạn nữ thì em bị cái kiểu là người ta sợ mình thích người ta, cái xong rồi người ta né ra, xong rồi nói xấu mình, rồi bắt đầu là bêu xấu mình với những người khác. Mà cái kiểu như là hay sai vặt mình nữa. Thôi mày đi xuống dưới đây mày lấy tập sách cho tao, đi mày xuống đây mày cầm cặp lên cho tao, nhìn như ô xin nô lệ á. Em cảm nhận được mình bị bắt nạt luôn, như em sợ quá. Có những cái lần mà em đi học á, nhiều khi em ngủ dậy em không dám đi học luôn, em không dám nói với gia đình là em bị bắt nạt, sợ bố mẹ lo. Mà cái nỗi sợ mình nó lớn quá, cái nhiều khi là muốn chùm chăn trong đó, là muốn ủ bệnh rồi bệnh nhà luôn, không dám đi học luôn. Tại vì bố mẹ cũng dốc sức cho mình tiền, đóng tiền đi học này nọ, mình cũng ráng học. Cái giai đoạn em bị bạo lực đấy nó kéo dài bao lâu? Nó kéo dài cho tới khi em hết lớp 7. Là từ lớp 6? Lớp 6 thì em chưa bị, mà đến lớp 7 là hết 1 năm học như thế. Một năm học. Hè lên lớp 8 á, em thấy là những bạn học bên lớp bán trú á thông cảm cho em nhiều hơn. Những cái bạn đó nói thôi mày chuyển vào bán trú học chung với tụi tao đi. Thì em mới quyết định là em nói với bà nội của em là nội ơi, chuyển cho con vào học bán trú đi. Đi học 2 buổi học mệt quá. Thực sự là rất là may mắn khi mà lên lớp 8 em được chơi thân với 3 bạn nữ. 3 cái bạn đó lên tiếng và bảo vệ em. Những 2 cái năm học 8 đến 9 là không ai dám động tới em. Chùm trường thì không, mà những cái bạn đó là gọi là bạn có tiếng trong trường. Cũng chỉ vì cái chuyện mà lên tiếng cho em thì năm lớp 9 mới có một cái sự xô xát giữa tụi em là đánh nhau luôn. Tới nỗi mà đợt đó là có người bắt nạt em thì cái bạn nhỏ con nhất là cái bạn lại là cái bạn có tiếng nhất trong trường. Thì cái bạn nó mới đi ra dằn mặt bạn kia đang ngồi vậy đúng không, cái xong bạn nó đi ngang qua vậy nè, quăng luôn vô trước mặt. Còn cái mày làm gì vậy? Tao làm vậy đó, còn mày làm gì sao? Cái xong hai đứa đánh lộn. Thì mình bạn đó, mình cũng mới vô mình đỡ cho nó. Cái xong nói, sao mày ăn bắt gì mày bắt nạt con Trang. Thì ở đó em là tên Trang. Gùm xùm cái đánh lộn rồi. Cái bạn mà ăn hiếp em á, cái bạn nó đòi thuê người, thuê giang hồ, nói là mày coi chừng đó, tao mày bước ra khỏi trường là có người úp sọt đánh mày. Cái bạn bè em nó cũng sợ cái nó thôi nói với bố mày đi. Đó là bố nghe được là con gái lớn, con gái trưởng nữa, chạy xe mô tô mầm vô một chiếc bự vậy nè, chiếc xe hạt bay á, bước vô cổng trường, đứa nào bắt nạt con ta. Là từ đó là mới không ai dám đụng tới em nữa. Còn đến khi mà em lên cấp 3 rồi thì đời em nó đổi luôn, không bị giống như là em làm chủ được bản thân, mà em tự gây dựng cái tiếng nói, mình được có chính kiến riêng của mình. Xong rồi đúng là đó nó có môi trường mới thì mọi người xung quanh em, người ta yêu quý em, người ta thông cảm cho em nhiều hơn, cho nên là em không có bị bắt nạt, không có bị cô lập. Là em bảo là em mới chuyển giới được 3 năm. Em tiêm hormone thôi. Đến bây giờ em mới chỉ tiêm hormone thôi, từ năm em 17 tuổi. Dạ đúng rồi. Vậy là đầu cấp 3 em đã tiêm hormone rồi. Thật ra là năm lớp 10 là em đã tiêm hormone rồi. Nhưng mà em có cắt tóc, có mặc đồ nam không? Khi mà hè lên lớp 10 là em bắt đầu cắt tóc. Cái lúc đó là trường bắt mặc áo dài. Còn gì nữa đâu mà mình lúc đó mình cũng cầm cự trong người mình, không mình thấy mặt hôm nay là lần đầu tiên trong cuộc đời cắt cái đầu undercut vậy nè, vuốt lên nhìn đẹp trai lắm. Bút bộ áo dài vô đi học, xong cái bước vô trường ai cũng nhìn, ủa sao thằng nó mặc áo dài vậy. Học được 2 tháng cái bắt đầu chịu không nói nữa rồi. Sao em mặc đồ con trai? Trường em làm bắt phải có giấy tờ. Tới xin bạn là mày lên trên kia mày mua giùm tao bộ đồ đồng phục nam đi. Thì qua hôm sau em mặc luôn đồng phục nam luôn. Giám thị hỏi xin chưa? Có giấy tờ chưa? Có rồi. Trả lời cứng lắm. Vừa không vừa mới qua tới chiều thôi mà phụ huynh lên mặc sai đồng phục. Hai mẹ cũng xin cho nhưng mà bắt giấy tờ mẹ không có. Giấy tờ là giấy gì hả? Giấy tờ là giống như là phải giấy tờ khám tâm lý này kia của bệnh viện là phải có. Lúc đó là em phải mặc đồng phục nữ và áo dài nguyên năm lớp 10. Em biết cái sự chịu đựng của em là ước mơ của rất nhiều người khác không? Có nhiều người á bị mặc đồ nam nhưng mà lại rất thích mặc áo dài. Em là đậm được mặc áo dài mà rất thích mặc đồ nam. Ngang trái cũng ngang trái thật sự đấy. Ngộ một cái là nguyên cái trường em không có bạn nào giống em, không có bạn một bạn nữ nào cắt tóc mà mặc đồng phục này giống như một đi hướng như một bạn nam mà hình như là không có luôn. Chị ta số là những bạn lesbian là nữ tóc dài á là vậy thôi chứ. Tại vì họ là les. Dạ. Và em là trans guy hả? Nguyên một cái trường không có ai, có một mình em. Một bạn tomboy cũng không có luôn. Đó là đến khi mà em lên lớp 11 á, mới năn nỉ của giáo chủ nhiệm ngồi nắm chân cô vậy nè. Cô năn nỉ cô á, cô xin cho con đừng mặc đồng phục nam chứ. Con mặc đồng phục nữ con không nổi đâu. Cái cô cũng hiểu á, cái xong rồi cô cũng lên cô xin cho. Thì từ cái lúc đó bắt đầu là được mặc đồng phục nam. Cái động cơ nào khiến cho em can đảm đi cắt tóc undercut? Lúc đó là em có quen một bạn nữ là mối tình đầu tiên. Cái gì đầu tiên thì mình cũng sẽ yêu thật là nhiều đúng không? Mà em thấy là bồ cũ bạn đó cắt tóc ngắn, tomboy, thấy men lắm. Mà mình thấy mình để tóc dài, mình thấy mình vậy hơn, mình không được. Mình phải cứng rắn hơn, mà mình nghĩ là mình phải cải thiện bản thân hơn. Nên là em quyết định là em giả bộ, xin mẹ đi cắt tóc ngang vai. Cái xong về lấy kéo, sởn lên, xong nói mẹ ơi, thằng Út á, nó lấy kéo nó cắt tóc con. Lấy cái cớ đó để đi cắt tóc tém. Cái xong rồi mẹ bảo thôi đi cắt tóc tém đi. Bà tỉa tóc tém xong về mẹ không thấy, mẹ không nói gì hết trơn á. Qua sáng hôm sau hớt luôn thằng undercut cạo sát hai bên vậy nè. Mẹ thấy mẹ khóc một tháng trời. Mẹ ngồi ra ngoài góc bếp á, mẹ ngồi mẹ vậy nè mẹ khóc. Xong rồi mẹ nói ráng giữ nó vậy rồi giữ không được, ngồi ráng giữ dữ lắm rồi mà giữ không được. Khóc mà mình ngồi một góc mà mình nhìn vô mình thấy mình xót luôn. Bây giờ nói mẹ giờ con sống giới tính con á nó vậy rồi, con nằm ở trong cái khuôn khổ đó, con gồng không được nữa. Không thể nào con đi trong cái con đường mà nó không phải là của mình. Mà bố về là bố im re luôn. Bố im cũng một tuần liền, gần 2 tuần. Sau bao lâu thì mẹ em mới chấp nhận điều đó? Gần 1 năm nay. Gần 1 năm nay hả? Dạ. Là em có come out trực tiếp với lại bố mẹ em hay là sau cái chuyện đấy thì bố mẹ tự biết? Sau cái chuyện đấy thì bố mẹ tự biết. Là bố mẹ em có biết là em tiêm hormone nam? Năm đó là năm em học lớp 10 á, thì em có tiêm hormone nam được 6 tháng là em phải bỏ. Thì cái khoảng thời gian là em tiêm được đến gần 6 tháng thì mẹ phát hiện. Tại vì mẹ em là làm dược, mẹ là bán thuốc. Cái mẹ thấy em tiêm hormone, mẹ khóc thêm đợt nữa. Bố luôn luôn nói với em như thế này: bây giờ bố không quan trọng là mày làm gì, mày học cái gì, nhưng tuyệt đối không được tiêm thuốc nữa. Tại vì khi mà mày tiêm thuốc là mày rước cái họa vào người mày. Bây giờ thì nó không sao đâu, chứ sau này thì tiền có bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ để chữa bệnh trong mình. Giống như là bố sợ là di chứng sau này để lại. Cái nghe thì cũng đã vậy rồi, nhưng mà lỡ rồi, mình đã đi theo rồi thì làm sao mình dừng được. Nên là mình cũng cho bố an tâm. Rồi sau đó thì em thấy mình cũng nên giấu. Mà thấy tiêm được 6 tháng cái thấy chiều cao mình nó bị dừng. Lúc đó là em cao 1m69, em thôi em bỏ. Em bỏ cho tới khi em lên 11 em coi lại chiều cao em nó lên 1m73. Xong rồi em thấy là mình dừng thuốc là quyết định đúng đắn. Mà đến khi lên năm 12 cái chiều cao của em nó vẫn nằm ở mức 1m73 thì em quyết định em tiêm lại. Tại vì mình phát triển tới đó thì thôi là đủ rồi, nó không lên nữa là thôi, đúng nó được rồi. Em tiêm từ đó đến bây giờ là em vẫn giấu gia đình em luôn. Tiêm đến bây giờ là được 3 năm. Là em giấu mà em lên come out ngồi kể chuyện tiêm hormone. Tại vì mẹ em cũng đã nghi ngờ rồi, bố mẹ em cũng đã nghi ngờ rồi. Là có mấy bạn này giấu kỹ lắm chứ. Em để trong nhà xong rồi cái mẹ lục lọi đồ, cái mẹ thấy xong cái mẹ cất vô. Tại vì giờ nói quá rồi mà nói vẫn vậy thôi, nói làm gì nữa. Cho em hỏi chị Chi nha, tại vì cái này chắc là lần đầu tiên em nghe về cái việc mà tiêm hormone nó để lại quá nhiều di chứng như vậy. Thì trước khi tiêm chị có suy nghĩ về vấn đề đấy không? Thật sự ra thì cái hormone á, tiêm vô người nếu mà đúng cái điều lượng của nó thì không sao. Mà tiêm quá nhiều đương nhiên nó sẽ có tác dụng phụ. Nhưng mà cái tác dụng phụ đây á, không có ai nói rõ là tác dụng phụ gì, chỉ biết là như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà không có tiêm hormone á thì mọi người nó sẽ không, cái cơ thể nó sẽ không có hoàn hảo được. Nhưng mà giống như chị làm 3-4 năm nay chị không có tiêm nữa, chị không tiêm luôn rồi. Là vì chị cũng sợ bị tác dụng phụ. Rồi thế về câu chuyện tình yêu của Ray nhá, thì em có bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà nói về có bao nhiêu mối tình thì thật sự là bây giờ em không đếm không xuể, đếm không thể nào mà xuể được. Có bao giờ em quen thử con trai đó? Năm đó là em cũng học là cấp 2, là hồi em 8, 9. Có một bạn nam ngồi kế em, thích em. Thì em nhân cái cơ hội đó em ngồi em suy nghĩ là mình nên thử kiểm tra lại cái giới tính của mình coi là mình có đi lệch hướng không, để mình biết mình còn chỉnh lại. Thì em cũng thử là bắt tay với bạn, nói như là đi chơi, nói chuyện, đi ăn với nhau các thứ. Nhưng mà em nhận thấy là mặc dù đi gần 1 năm trời luôn, không thể nào cải thiện được cái mức tình cảm, mà thậm chí còn tệ hơn. Là giống như là em cảm thấy là em cố ép bản thân, em không thể nào mà em có tình cảm với một bạn nam được. Tại lúc đó là em mới chính thức là em hiểu được là mình giới tính mình là vậy rồi. Có rất là nhiều bạn nam đi theo đuổi em luôn, khoảng thời gian đó có rất là nhiều người luôn. Nhưng mà cỡ nào cũng vậy thôi, bao nhiêu cũng không bao giờ tới được. Tại vì mình thích nữ mà. Rồi cho anh hỏi là về câu chuyện mà em quen với các bạn nữ đi. Mối tình nào sâu đậm nhất? Mối tình sâu đậm nhất của em là một mối tình gần 2 năm mà cách đây cũng 1 năm rồi. Thì lúc đó là em học lớp 11, em có quen một chị sinh năm 98, chị đó hơn em 4 tuổi. Thì chị đó là em tập trên đội tuyển bóng rổ nữ quận 10. Thì năm đó là chị đó vừa bước vào quận. Cũng không biết tại sao lúc đó mình chọc bả, bỏ quay lại bả tới trời, đứa nào vậy? Tính tán trong cái rồi. Cái lúc đó mình có thiện cảm á. Tại vì bình thường gặp mấy bạn nữ mà mấy bạn dịu dàng, là em không thích. Em thích mấy bạn cá tính, vậy. Cái xong về cũng kết bạn Facebook, cũng nhắn tin qua lại. Cái mình nghĩ là chắc mình ghẹo bả chơi chơi thôi, chứ mình không dính đâu. Ai về bả ghẹo lại mình dính luôn. Nghiệp quá. Hai đứa cũng bắt đầu dây dưa được 2 tuần, tính là không tới với nhau rồi. Tại sao em? Tại vì thứ nhất là tập trung đội tuyển, suy nghĩ nếu mà sau này say sát với nhau, có chuyện gì xong rồi bắt đầu mất tình đồng đội rồi làm sao mà đánh với nhau được. Mà mình lỡ mình thích quá rồi, thích dữ quá rồi tới luôn. Cái bắt đầu là mình đô bả, mà bả cũng sợ là mình buồn á, mình làm chuyện gì sai đó, mình làm chuyện gì mà nó quá cái sức tưởng tượng đi, cái bà cũng chấp nhận. Chị đó là gái thẳng, mình gái cong. Mà sau đấy quen kiểu cũng thấp thỏm, tại vì không thể công khai được mối quan hệ này. Em chỉ công khai được cho về phía gia đình em, bạn bè xung quanh em, và những ai mà chơi trong đội tuyển quận 10 thì mới biết được là em với chị đó có quen nhau. Tụi em quen nhau cho đến hồi em được 9 tháng. Thì đó là lần đầu tiên em mở cái lời chia tay với chị đó. Là quen được 9 tháng? 9 tháng thì bắt đầu lần đầu tiên em mở lời chia tay với chị đó. Lý do nào em? Trước đó thì chị đó có quen một cái anh nào đó được 3 năm á, thì bị cắm sừng, xong chị đó sợ. Thì khi mà chị đó quen em á, em cảm nhận được cái sự vô tâm của chị đó. Rồi cái cũng buồn, em không có nói, ra, mà em để nó dồn lại. Xong rồi tới hồi đó em đòi chia tay. Mà chia tay lại ngay cái lúc mà anh đi 9 tháng của hai đứa, mà bản thân em lại không nhận ra là hôm đó là anh đi luôn. Cái chị đó cũng trắng mắt, tại vì đó giờ là chị đó luôn là cái người nói lời chia tay đầu tiên. Mà 1 tháng chia tay chắc cũng 3-4 lần là em níu hết. Cái bắt đầu vậy đó, lần đầu tiên bảo thấy Ray rồi chia tay vậy. Cái mình mới lấy cái lý do là cần có cái thời gian thêm để suy nghĩ, rồi do việc học và bị áp lực chuyện gia đình này nọ. Thì chị đó cũng thôi thì mình tạm dừng. Nhưng mà Tết bắt đầu chị đã nhắn tin lại, xong hai đứa dây dưa cũng quay lại nào cũng không hay. Không ai nói một lời quay lại, xong rồi quay lại nào cũng không hay. Mãi cho tới khi gần cuối 2020 là bắt đầu tụi em say sẩy nhau. Kiểu tại vì đội tuyển nữ bóng rổ tụi em là có một bạn chuẩn bị đi du học, thì lúc đó là cả đội sẽ đi qua nhà bạn đó tổ chức tiệc. Thì lúc đó là ngủ lại 2 đêm, có bữa ngủ lại đêm này, xong rồi tuần sau ngủ lại thêm 1 đêm nữa. Tuần thứ nhất thì đi được, mà tuần thứ hai là chị đó vướng công việc, chị gia đình không cho đi. Lúc đó là chơi được tới 11 giờ đêm á, thì em nói thôi để trở về, mình không có sự tin tưởng ở bất cứ người nào xung quanh chị đó để mà mình giao cho người ta mình trở về. Tại nhà rất là xa mà đường rất là vắng, đường lớn nữa. Lúc đó là hai đứa có cãi nhau vì cái chuyện là chị đó muốn là em chở chị đó về rồi bạn cũng phải đi về luôn, em không được ngủ lại. Mà ban đầu là trước khi đi á, em nói là có muốn em về không, thì em bảo là không, em phải ở lại chơi với mọi người, tại vì cái bạn đồng đội đó là một người rất là quan trọng với tụi em. Thôi thì cũng đâu nói gì, cái tự nhiên cái tới cuối giờ cái bắt em về. Em bảo không, nói với mọi người như vậy rồi mình không thể nào mà mình lật ngược lại được. Cái bắt đầu hai đứa gây lộn. Vậy thôi ban đầu đừng trở về, không thấy phiền nữa. Em nói không, nếu mà ngay từ đầu anh thấy em phiền, anh đã không qua đón em và anh không chủ động đưa em về. Xong cái hai đứa gây lộn lớn á, cũng chở bà nó về đó. Em lại chạy ngược lên, em chơi với mọi người. Thì đến khi mà em chạy lên trên đó em Chị đã hỏi mình câu đang đầu vậy, em nói đang đây chơi với mọi người, chị đã block em luôn. Sao kỳ cục vậy? Kiểu em bị hoang mang tột độ á, em không thể nào em hiểu được. Như là mình đã nói trước rồi mà còn vậy. Em cũng thôi mình lo mình chơi với mọi người đã. Bà block em chắc cũng gần 3 ngày á. Rồi bà mở ra, cái mình nhắn tin với bà không thèm bấm luôn. Tối đó mình nhớ quá rồi, chịu không nổi. Mình gọi cho bà, gọi liên tục gọi không bắt máy, em cứ thấy là tắt máy. Gọi tới cục gần thứ 30 mấy, chị đã bóc máy là chị đã nói một câu: mày có thấy mày phiền không? Tao đang đi làm đó, mày rất là phiền luôn đó, đừng gọi cho tao nữa. Là từ cái khúc đó là mình cúp máy, không bao giờ em liên lạc với chị đó nữa. Mặc dù là Facebook vẫn để bạn bè nha, nhưng mà không bao giờ em nhắn tin hỏi han gì đó, bất kỳ cái gì nữa. Sau đó thì chị đó cũng tầm chắc nửa tháng sau chị đó cũng bắt đầu nhắn tin xin lỗi. Xong hai đứa cũng dây dưa với nhau. Tới hồi mà em thi tốt nghiệp lớp 12 á, còn một tuần nữa em thi, bất giác là em phát hiện được là tình cảm của hai đứa không còn như trước. Là chỉ có một mình em là người tiến thôi, còn chị đó là dừng rồi. Cái chị đó mới nói là thi xong đi thì có cái này bất ngờ cho. Em thấy cái tuần này là có vấn đề rồi, mới nói ủa cái bất ngờ đó là gì vậy? Thì thi xong đi rồi nói, mà nói cái giọng như là chắc chắn là chuyện đó sẽ là chuyện tiêu cực. Giọng như là lúc đó là em gần em sụp đổ luôn. Em kiểu thất vọng, buồn lắm. Nhưng mà mình người ta đã như vậy rồi thì mình phải chấp nhận thôi, đâu thể nào kéo người ta đi được nữa. Mình đã cố gắng hết sức rồi. Mới nói với chị đó là thôi thì có gì thì em nói luôn đi, anh không có sao hết, anh vẫn thi được, anh vẫn làm bài được, thiếu của em thì thôi coi như mình bỏ lỡ nhau. Thì lúc đó là chị nó mới hiểu là em đang nói cái gì với nó, là sợ em thi không được, sợ em rớt tốt nghiệp chỉ vì mối quan hệ này. Nhưng mà sợ thì sợ trong lòng, nhưng mà tình cảm thì nó đã dừng ở đó rồi, cũng quyết định là dừng luôn từ lúc đó. Khi mà vừa chia tay xong á, em ốp hết điện thoại, em để ở nhà luôn. Em cầm cái chìa khóa xe và cái bóp tiền, em xách cái ba lô em lên. Em chạy từ dưới Bình Chánh, Đa Phước, em chạy lên Vũng Tàu, xong em chạy lên Lâm Đồng. Em chơi, em đi vòng vòng đó em chơi. Là em đi một mình em. Mà em đi trên xe, đi trên đường đó, em nhớ lại kỷ niệm á. Nước mắt nó rớt ròng ròng vậy nè. Không hiểu sao là người ta lại như vậy với mình. Đi 2 ngày liền không ngủ luôn. Và 2 ngày hôm sau là nhau tiếp, đi uống với bạn bè. Còn có 7 tiếng nữa là bắt đầu thi, là bắt đầu bước vô cái trường thi để chuẩn bị thi. Thì mới lật đật mở sách ra coi đúng 1 tiếng đồng hồ thôi, gấp lại vô trường thi luôn. Vẫn đậu, đậu với điểm cao không ngờ. Sau cái chuyện chia tay đó thì hai bạn em có liên lạc gì để hỏi thăm nhau? Mãi tầm nửa năm bọn em mới bắt đầu nói chuyện lại với nhau, nhưng mà là bạn bè thôi. Rồi em còn nhớ lại cái mối tình đầu và cái nụ hôn đầu của em không? Đấy, nụ hôn đầu của em nhờ bạn đó em không out được. À, cái bạn mà vì bạn đó mà em đi cắt tóc. Mà em quen bạn đó được 4 tháng, khi mà em cắt tóc rồi thì bạn nó lại chia tay em. Bạn nó thích con gái mà kiểu tomboy chứ không theo kiểu chuyện giới. À, bạn nó sợ đàn ông. À, có nghĩa là bạn đấy là les. Dạ, khi mà em càng giống đàn ông thì bạn nó càng sợ em. Nên là khi mà em chia tay bạn đó em cũng khóc rất là nhiều. Em quen bạn đó 4 tháng mà em quên bạn đó mất 7 tháng. Còn cái chị mà em quen được 2 năm á, khi mà em chia tay chị đó xong, cứ một tuần là em đi với một người con gái khác để tìm hiểu. Nhưng mà thật ra là không tìm hiểu được ai á. Thật ra họ chỉ là cái người giúp cho em lấp đầy cái khoảng trống đó thôi. Nhưng mà cái khoảng trống đó lớn lắm em ơi. Rất là khó để tìm một cái người mà lấp được cái khoảng trống về cảm xúc đó. Lúc đó thì em có quen một em nhỏ hơn em 1 tuổi. Em đó cũng tốt, nhưng mà tính trẻ con quá em lại không chịu được. Tính em là em khi mà em quen được cái chị đó xong á, em trở nên khó tính. Ai em cũng so sánh với người đó luôn. Em kiểu em không thể chịu nổi được. Giới tính của bạn nó kiểu như là ủa sao chuyện bé tí gì mà xé ra to vậy? À, chuyện nó đâu có gì đâu. Mà cái em đó lại nói chuyện với mình, nghĩ sao mình là phận là con trai đúng không, gọi mình bằng bà rồi sao quen. Con người em rất là nghiêm khắc ở chỗ là cái gì quan trọng em sẽ nhắc tới 3 lần, mà sau 3 lần còn nhắc nữa em sẽ im luôn. Và từ cái lý do đó sẽ dẫn đến chia tay. Rồi có mấy cái người mà em tìm hiểu sau khi quen cái bạn gái 2 năm đó, bắt đầu gặp họ, em có nghĩ đến mối quan hệ nghiêm túc không, hay là nó chỉ là em xác định được là chỉ quen chơi thôi? Không nghĩ là em sẽ tìm hiểu những bạn đó luôn. Kiểu lúc đó là bạn bè với nhau xong kiểu thấy thích xong rồi tới. Nhưng mà tới hồi mà mình về mình ngẫm lại, mình thấy tình cảm mình nó không có nhích lên được. Sao mình ngồi mình coi lại giới tính á, gia đình hai bên rồi tính tình này kia cũng lại không hợp. Em ra cứ một tuần em lại thay người, nhưng mà thay hoài lại cũng chẳng hay. Thật ra thì khi mà bắt đầu nghe mình nói là 1 tuần mình thay 1 người á, thì nhiều người ta không hiểu câu chuyện đó. Đúng rồi, người ta thấy mình lăng nhăng quá. Đúng rồi. Nhưng thật ra khi hiểu rồi á thì những cái người đấy mới bất hạnh nha, vì họ không có tìm được cái người phù hợp nên họ cứ tìm hoài. Có nhiều bạn nói em sao mày đa tình quá vậy, nó không có nhả ra người này xong tự nhiên có người khác tới, đâu biết đường đâu rồi. Gần đây em có mối tình hiện tại nào không? Có, em quen một chị sinh năm 95 nhưng mà em yêu xa, chưa bao giờ gặp nhau luôn. Dạ, em đã gặp chị đó rồi. Em với chị đó là học chung một lớp võ và em bắt đầu gặp chị đó hồi năm lên lớp 10. Mà lúc là hai người chỉ là chị em bạn bè chơi chung với nhau thôi. Đúng là mình cũng có thích ít nhưng mà kiểu đã chơi với chung với họ chị em rồi mới không quen, là có vấn đề nữa thôi bỏ. Nhưng sau đó tại sao lại quyết định quen? Buồn quá rồi nói chuyện nha, những cái đồng cảm tâm sự đúng không, rồi đồng cảm nó yêu nhau nó không hay. Có những lúc em nha, đợt em lớp 11 á thì em có làm một cái nghề gọi là shooting, là chụp, là photographer. Thì em có chở chị đó đi chụp hình, hai đứa bắt đầu kể chuyện nhau nghe cái thông đồng cảm. Chị này cũng gặp một vấn đề khi mà quen người yêu, người ta gia trưởng rồi, chị đó thì bị buồn trong lòng. Tính em không có gia trưởng, tính em rất là cưng người yêu, nên là em hiểu cái cảm giác đó. Em có dự định gì trong tương lai không? Em có rất là nhiều dự định, từ thể thao, việc học và cả việc là em suy nghĩ là em sẽ đi theo model. Tạm thời thì bây giờ em sẽ chắc chắn vào đường thể thao trước, rồi từ em mới đi qua cái con đường model. Thay mặt chương trình thì chúc cho em sớm thực hiện ước mơ của mình ha. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Come Out ngày hôm nay. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.